Xà lan tăng tốc khá là khủng các bạn. Xe xe nước luôn. Thì lúc này nước ngọt lại các bạn, cho nên cửa giờ mở ra vào tự do nha. Tiếp theo mình xem anh gây sắt các bạn. Máy quá mạnh các bạn. Đầu tăng hết gai qua cống nha. Quá dữ. Tiếp tục là mình xem anh xà lan của chú Út nha. Bắt đầu tăng tốc nha các bạn. Thấy khói ra khá là dữ nha. Bắt đầu mở xà lan vô cống nha các bạn. Còn anh xà lan đấy các bạn.
bạn xem anh ghe sắt đi tốc độ ra cống nha bạn. Ghe này chạy lúa nha.